Thì chào mừng các bạn đã trở lại với channel của mình ha. Thì hôm nay thì thực sự thì vấn đề về Steam á thì cũng không còn gì để nói nữa hết á. Cho nên mình cũng quyết định á là mình sẽ làm một cái clip kiểu như là sẽ coi lại những cái clip cũ của mình. Và sau đó sẽ có những cái comment nào á mà thường thì nó trùng nhau á thì mình sẽ có thể mình sẽ trả lời trong cái video này. Như là chủ yếu mình tâm sự trong video mình thôi. Spec của mình à. Bắt đầu tới video này luôn thì cách làm đẹp về cho profile Steam của bạn thì cái video này thì mình cũng không ngờ nó đạt được cái lượt xem cao gì nữa. Đối với mình hơn 2.000 lượt xem này mà nếu nó trở lại cái channel của mình đó thì nó thật cực kỳ là cao rồi. Mà thật sự thì video này thực sự cũng rất là nhiều bạn kiểu như là cũng kiểu như là đồng tình á, rồi kiểu như là ủng hộ mình cái video này lắm luôn á. Vì cái thứ nhất, có hai loại người á mà để phân ra ở trên Steam á. Đó chính là một cái con người mà để cái nhất đó là người ta trọng những cái level của Steam, người ta trọng những món đồ của trên Steam. Ví dụ như mình thì mình cũng không phải là mình trọng cái level là nhất. Inventory của mình thì cũng không có điều gì là nhiều hết á. Nhưng mà mình nghĩ là có hai loại người mà mình học được, mình thấy rất là nhiều ở trong đây. Ví dụ nó chia ra hai cánh người cực kỳ khác nhau luôn kìa. Mình sẽ cho một cái coi cho bạn coi một cái video, cái profile của anh mình, anh họ mình luôn á. Biết anh họ mình ở đâu rồi ta. Đây, đây chính là anh họ của mình nè. Cái thứ nhất, anh họ của mình các bạn thấy không? Đã ở trên Steam đã 6 năm rồi. Và anh ấy cũng thấy, các bạn thấy cái profile cũng không có một cái gì gọi là đặc biệt cả, ngoài game và chơi thôi, thấy không? Bạn bè cũng chỉ ba người thôi, là mình và hai đứa bạn ở bên của ảnh thôi. Nhưng mà số game của anh thì anh lại chơi nhiều, giống như game War Thunder nè. Là anh lại chơi hơn 3.700 giờ. 3.700 giờ đối với mình là nhiều rồi. Hai loại người đó, các bạn thấy đó là có một số người đó, bọn họ chơi xin Steam, mà đối với bọn họ cái đây chỉ là cái chỗ để chơi game thôi. Còn những cái người nào mà đang xem video của mình đó thì là những cái người mà kiểu như là thích làm đẹp là chính. Bạn thấy không? Giống như vô profile của mình nó rất là đẹp, nó khác hẳn với anh của mình. Cho nên mình mới làm cái video này ra cũng gì để muốn có một số bạn thì là không hiểu cái những cái người nước ngoài làm á. Mà ở Việt Nam á thì đúng là có rất nhiều người mà kiểu như là level cao các thứ. Người ta có thời gian, người ta có thể làm được những cái video mà có thể tốt hơn mình nè. Người ta biết edit rất là nhiều nhưng mà thực sự người ta không có muốn làm. Bởi vì làm xong sẽ có rất là nhiều người hỏi đồ này nọ nữa. Nhưng mà mình chịu khó mà. Các bạn comment rồi mình sẽ trả lời thôi. Có những cái mình thấy bạn cũng làm sao em không có sẵn inventory thế. Có bạn này hỏi xong rồi nó bạn add friend mình rồi bạn hỏi mình trả lời luôn rồi. Thì cái cách này á, để mình cho bạn coi ha. Các bạn thấy cái inventor, cái ý các bạn á, là mình cũng đã hiểu rồi. Đó là một số bạn vô nó sẽ không có cái chỗ này kiểu để chọn cái background của bạn á. Nhưng nếu như các bạn mà không thấy á thì các bạn có thể vào inventory của mình nào. Mình không kém nhà tại bên ngoài trời, nhà mình mới mưa to lắm nên mạng có nhiều lúc nó hơi giật một tí xíu. Đây, ví dụ như mình có cái tấm background này đi. Nếu như các bạn cần cắt nó đó thì các bạn hãy nhấn view full size ở đây. Các bạn copy cái đường link này. Đấy. Và các bạn qua đây, các bạn ấn vào đây thôi. Đó, các bạn ấn change BG này là ok, nó sẽ tự động đổi cho các bạn. Các bạn cắt thôi. Nó cũng không cần thiết là bạn phải có rồi, các bạn có thể mới cắt được nữa. Xong ha. Hơi dễ. Thêm chữ cho đẹp thì mình nói rồi, mình không làm mà. Cái ảnh to ở ngoài màn hình, ngoài hai ảnh. Là cái đó phải mua, đúng rồi, phải mua. Đúng rồi, các bạn này hồi đó bạn cũng nhắc nè, hình như trong clip rồi, hình như là mình quên nhắc các bạn. Đó là nick nè, sau này các bạn mình mới thêm cái lưu ý vô nè, là phải lên trên level 10 rồi phải có hình thì các bạn mới làm được. Thấy không?
có một số bạn là không có phần select background nè. Đấy là nó cùng một câu hỏi hết á. Bạn này hiện là mình có hỏi mình xong rồi, cái hồi đó bạn cũng nhắn Steam mà nó hỏi mình rồi. Ok, qua ha. Thật sự không có nhiều câu hỏi lắm đâu, nhưng mà thật sự mình có nhiều bạn cứ hỏi đi hỏi lại đó. Sau này mình có thể mình sẽ nhấn mình chèn cái video này vô cho bạn đó coi. Cho mình hỏi level 10 trở lên mới add được cái hình, đúng rồi. Level 10 mới add được artwork vô. Hướp dẫn lên level đúng không? Thì đúng rồi, cái đó mình làm rồi vậy. Thông báo phải có Steam điện thoại là dịch vụ gửi đồ này. Chắc bạn này cũng mới dùng Steam, nhưng bạn cũng không có hiểu tiếng Anh lắm nè thì... What the fuck? Mắc cười vậy cứ kìa. Đúng rồi, có list game của mình có vài game hentai mà, nhưng mà thường là mình chơi lắm. Nạp đủ 30 năm đô là 30 ngày mới mua thẻ rồi. Đúng rồi, cái đó bạn mua rồi xong cái bạn phải chờ cái thời gian cho Steam của bạn nữa. Cái đó cái luật rồi, bạn không thể nào thay đổi được nha. Có thể mua các shader sẽ rẻ hơn nhỉ, có người bán 45k 12 set, đúng rồi. Có số người 16 set luôn đấy. Có số người 16 set. Có nhiều người bán rẻ lắm, nhưng mà phải các bạn phải biết người đó, đối với mình thì mình cũng chưa biết hết đâu. Rồi, ông này cũng là một người mà cũng mệt mỏi là tại vì ông mới biết về Steam á. Cái sau đó làm có vẻ hơi khó tí tại vì không biết gì cái gì làm đồ đó. Rồi clip về game. Clip về game thì cũng ít người coi tại vì đa số ít người để ý tới cái này. Thì về game á thì nói chung là nếu như các bạn có game thì các bạn nên để lại. Đừng có kiểu như cho hay là làm gì hết á, có một số đứa nó lợi dụng mà kiểu như là nó cứ đi nó hỏi có cần hay không mà cho nó đó. Kiểu vậy, kiểu như ăn xin á. Mình nghĩ là nếu bạn có cái gì trong kho đồ của bạn rồi thì nếu như mà chắc chắn là không cần thiết á thì các bạn hãy cho, nên cho chứ, có thể cho chứ còn mấy thứ nào mà không chắc thì bạn cứ để lại đi, đôi khi nó sẽ có giá trị với bạn. Sau này mình có làm lại không? Steam Mobile nè. Mình thì không có cách nào để làm trên quay trên điện thoại được, điện thoại mình đã yếu, với lại mình không có cái phần mềm quay với iPhone mà. Nên khó, nên mình làm trên này. Bạn coi bạn cũng hiểu. Có cách nào bỏ ban nè, là không thể nha. Luật rồi. Bạn không có thể bỏ dạng không thể nào mà tránh được cái luật ở đâu. Mốt mình cũng phải thay điện thoại là mình cũng phải bị ban chay đó. Cái này thì mình kiểu cũng gần giống như tâm sự thôi. Chờ ông lồn này súp giùm súp dạo nó xóa đi. Cách để tải hình ảnh cái này là mình cũng không muốn làm đâu, nhưng mà tại vì có một bạn hỏi nên mình làm. Kiếm bắt ra anime nè. Thì bạn có thể vô cái event này để bạn coi nha. Cái link này đó là rất nhiều hình nền anime để các bạn lựa nha. Trời, đúng mưa xong cái nó mạng đó. Đây. Ví dụ như game này tên là Sakura. Ôi. Beauty đi, 48 tuổi rồi. Nên thấy không? Sakura Sadist nè. Thấy không? Nó có rất nhiều cái hình nền nè. Bạn có thể nhìn cái hình nền nào ở đây các bạn hợp và các bạn để vô các bạn cần. Bạn ấn dưới market này là nó sẽ hiện lên tất cả giá tiền của những cái artwork đó luôn. Bạn thấy đắt không? Game anime thường nó rất đắt. Thấy không? Hồi kia mình nhớ đâu có cái hình nền mà Mekobara nào mà mình bán đâu tới tận 1 triệu á. Xong ha. Và đây là cái clip cuối, có lẽ cuối cùng về Steam rồi. Cái event nhanh là ăn gian vào chơi. Cái ăn gian của mình nó thực chỉ là cái phần rất là nhỏ thôi. Có một số người là người ta có cái script mà kiểu như là để đẩy nhanh luôn, nó tự động nó ngồi nó cày với các bạn luôn, giống như cái Ochi với lại cái phần mềm farm thẻ đó. À, cái phần mềm farm thẻ mình không thấy trong đây ha. Thì cái clip đó mình chưa có bỏ cho nó phát rồi. Phần mềm farm thẻ đâu ta? Ô. Up level nè. Chẳng lẽ mình để riêng tư rồi ta? Có nhiều lúc mình cần mình sửa cái gì đó, cái hồi nữa cái mình không có.
mình quên á, mình quên kiểu mình bỏ nó ra hay sao á chứ. Kỳ ta. Ở trong đây thường là video hết mà ta. Nó nằm trên video này, mình nhớ. Đây, bạn nó nãy giờ không thấy được nó. Clip này cũng có một phần các bạn cũng hỏi nhiều lắm nè. Em cũng đã thử dùng Android với Archie, nhưng mà Android hình như dead rồi, chưa dead đâu, nhưng mà cái điều nó dễ lỗi thôi. Còn Archie thì hơi khó dùng. Khó dùng thì mình nghĩ cũng không khó lắm đâu. Không khó lắm. Chỉ cần bạn tạo bot cho cái xong rồi. Nếu bị veo phát hiện có bị ban vác không? Đương nhiên là không nha. Cái nào dùng tốt hơn thì mình nghĩ là nó hai cái đều xem nhau hết đó. Cái Archie thì cái Indo như rất kẹt nhanh hơn, nó có cách để nó đẩy cho ra kẹt hết luôn. Còn cái Archie kiểu như là một người nào đó, các bạn có thể tạo ra nhiều con bot rồi các bạn để chung luôn, nó kiểu như làm chung nhiều nick với nhau luôn á, nhiều nick với nhau luôn, các bạn farm nhiều nick á. Cái đó dùng cho những cái người nào mà có nhiều nick phụ á, mà cần farm thẻ nhiều thẻ đó, cho đẩy đẩy ra. Nó đều tạo rất là nhiều con bot, rồi xong nó cày một lần, nó cứ mở máy là nó để tất cả những cái con bot kia là đều cày hết luôn, than luôn. Các bạn mới comment vô nữa. Khi farm cày chơi game khác thì được không? Nếu như những cái game khác Steam thì mình nghĩ là chơi được. Chơi được luôn chứ, chắc chắn rồi. Chỉ điều những cái game mà chơi khi vào farm thẻ như là CSGO hay là Left 4 Dead, mấy cái game của Valve á, thì bạn đừng nên, dễ bị vát ban lắm. Mấy game khác thì thường nó dễ bị lỗi á, cái mọi cái nó rách game á, này nọ. Nên nghĩ nếu mà farm thì các bạn đừng có để cho nó farm. Còn Indo á, Indo thì nếu bạn chơi nó vát ban thì, còn nếu Archie á thì nếu như các bạn mà bấm vô chơi nó sẽ tự động nó ngưng cày thẻ liền. Archie thì mình nghĩ nó tốt hơn. Thế không chơi Liên Minh thì có bị ban không? Đương nhiên là không nha. Này như mình trả lời rồi hay sao chứ, nãy nãy mình trả lời rồi mà ta. Nó để một đây 3 giờ thì treo mai mới rớt hết ra hả? Hay là treo tới chừng nào mình off và tắt đi rồi? Chưa hơi hiểu hết, để mình đọc lại. Một đây 3 ngày vì treo một ngày mới rớt hết ra hết hả? Hay là mình treo tới chừng nào mình off rồi tắt đi, sáng mai treo tiếp được không? Đương nhiên là được, đương nhiên là được. Đương nhiên được, nó kiểu như nó cày xong á, cái mà cái bạn tắt đi nó cũng tự động nó ngưng ở đó. Rồi xong cái mối bạn bật lên nó cứ tiếp tục vậy thôi. Ok. Khá dễ ha. Và có lẽ một cái câu hỏi mà cũng khá nhiều người từ đó tới giờ lúc mà mình làm YouTube á, không phải mình làm cũng ít lắm, nhưng mà nhiều người, có một số người nữa cũng hỏi mình một cái câu rất là, mình cũng không, nhiều lúc mình cũng không biết là phải trả lời làm sao nữa. Đó chính là tại sao mà mình lại đặt cái tên là Miku Flick VN như thế này. Cái thứ nhất thì như bạn biết rồi đó, cái chữ Miku đầu á là thật sự là mình thích Miku thiệt. Mình thích đâu từ hồi, mình cũng chia sẻ luôn là từ hồi mà lớp 7, lớp 8 gì đó, hồi mình còn học sinh cấp 2 á, mình đã thích rồi. Sau đó mình cứ nghe nhạc nó dần 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 dần. Hồi đó thì tất cả các game luôn á thì mình để tên là Miku luôn. Không biết có cái clip nào mà nó thường nó rất lâu ở dưới đây rồi á. Hồi mà mình còn làm về mấy cái của đột kích rồi đồ này nọ đó, thì mình cái tên đầu tiên mình để về Miku với lại tới tên thẳng là Miku luôn. Nó có thêm mấy dấu sao ở giữa rồi đồ này nọ đó. Đầu tiên mình trước khi mình biết Miku thì mình đặt tên là Thống Lửa OZ. Thống lồn đấy. Như vậy là biết. Sau này á thì đổi thành Miku như cái từ cái đợt này nè. Cái clip mà mình á, thật sự là cái channel của mình á, nó đi lên á, là do cái clip này nè. Mình cũng không hiểu như thế nào nữa. Cái clip bắn rất là dở. Bắn rất là dở, thấy không? Mà nhìn nè, đi rất là dở. Hồi đó cũng tàn ngáo mà. Hồi đó mình làm clip ở net nữa, thấy không? Bạn coi kỹ lên nè. Từ cái thời mà mình mới làm video là mình đã có chữ tên cho Miku rồi. Làm về YouTube á. Sau đó, đến sau đó luôn á, thì mình có chơi qua một cái tựa game. Đó là Miku Flick.
Thì Microflix là gì? Thì nó là như thế này nè. Mình có tìm được cái trên iPhone đó, nó là một phần mềm, đó là một cái trò chơi mà kiểu như các bạn ấn rồi sau đó ấn theo những cái giọng tiếng nói của nhân vật như thế này nè, cái lời hát của nó đó, bấm bấm mà quẹt quẹt tay như thế này thôi. Mình cảm thấy mình thích chơi trò đó bởi vì nó kiểu như nó cũng vừa về Miku của mình nè, mà nó vừa cái luyện như kiểu mà để nhắn tin nhanh á, vừa quẹt cái tay. Với lại nhiều lúc mình cầm điện thoại mình rảnh lắm, biết làm gì mình chơi trò đó, nó cũng nhẹ nữa. Mua bản quyền thì nó đắt thôi, mua bản quyền đâu thì nó cũng phần 2 của nó hình như đâu cũng khoảng phần 1. Nếu như game điện thoại thì nó cũng 6-7 đô á. Nghệ không phải là mắc hay còn gì nữa. Đó, thì chữ Flick nó bắt đầu từ cái trò chơi này. Và nó cũng bắt đầu chữ Miku Flick không đó chứ. Hình như nghe đầu đâu, đầu mà lúc mà mình chơi Warface đó thì cái tên của mình là chỉ là Miku Flick thôi. Đây cái tên của mình lên đây nè. Nè, hơi mờ một xíu. Đó là Miku Flick bình thường thôi. Và sau này á, đến lúc mà mình chơi mà có nhiều cái game nước ngoài nhiều hơn á, và khi mà lên Steam á, thì thực chất á, đây cái nick mà mình đang xài đây nè, mình cũng không có tính là cái nick chính nữa. Bởi vì trước khi mà mình có nói thật luôn là mình biết về Steam cũng rất lâu rồi, từ cái thời mà có game Team Fortress 2 á. Không biết các bạn nào bây giờ còn chơi trò đó nữa, hồi đó là lớp 7, lớp 8 mình đã có chơi rồi. Đây, Team Fortress 2 bây giờ vẫn còn người chơi nhé, game này chưa dead. Và bạn hiểu sao? Mình chơi trò này rồi, cái sau đó cái khoảng thời gian mà mình không có chơi nữa đó, cái mặt đầu bắt đầu mình bỏ bê cái nick Steam đi. Đến sau đó thì mình đến khoảng lớp 12, 10 ý 10 12 gì đó. Lúc đó thì mình vẫn còn trên Sài Gòn mình học. Nhưng mà được về cuối tuần á, cái mình thử vô cái net và mình chơi CSGO. Cái sau đó mà đó mình đâu có biết CSGO là cái gì đâu. Thế là mình cứ ấn vào nhưng mà nó cần cái family web gì đó. Kiểu như là mình chưa có mua game á, mà mình muốn chơi đó thì nó phải nhờ cái người nào mà có game rồi đó, người ta có cho mình chơi chung hay không, kiểu family share với nhau đó. Thì lúc đó thì mình có tạo thêm một cái nick nữa, thì mình tưởng là tạo được nick Steam là chơi được CSGO rồi. Nhưng mà thực chất là không phải. Đây chính là một con bot của mình. Các bạn nhìn cái backdate của nó. Đây, các bạn thấy year of server của nó không? Tới 2 năm. Đúng cái lúc mình năm lớp 12, 11 đó luôn á. Như giữa 15, lớp 11, 12 đó mình có chơi Steam á. Thì, thấy không? Mình cũng đã tạo nick Steam từ thời này rồi. Là mình trước đó mình có tạo thêm một cái nick để mình chơi War Thunder với anh mình luôn. Đó là cái con số 02 này nè. Nó đang level 22 nè. Nó vẫn kết bạn với anh mình nhưng mà sau này mình bỏ rồi. Tại mình không muốn anh mình làm phiền á, mỗi lần mà có dòng chữ đi lên chơi là anh mình không có biết tắt nó. Cho nên bởi vậy mình thấy ít anh mày ít, anh mình ít bạn là vậy đó. Đó, sau đó mình tính là sử dụng nick này luôn. Nhưng mà sau mình nghe cái vụ mà hồi đó là các bạn có còn nhớ cái cách mà lúc bạn chơi PUBG lần đầu tiên á. Thì lúc mà hồi đó nó có trợ giá những cái nick Steam mới đó là sẽ được giảm tiền. Có khi là giảm 60-70% cho một cái game nào đó. Thì mình đâu có biết đâu. Mình cũng cứ nghĩ là nick Steam của mình là có chơi một cái game nào rồi thì mình không có được nữa. Cho nên mình mới bỏ nick này, mình tạo cái con 30.000 này chứ là cái nick mình chính mình đang xài nào là mình mua PUBG từ đó, nick này trên nick chính luôn. Và nick này nó chưa được coi 1 năm tuổi nữa. Chưa được nữa vì cái lần đầu tiên mình gia nhập Steam trên đây cái cho nick này á là tháng 8 tháng 9 năm trước. Và mình tìm hiểu về Steam nhiều hơn. Từ lúc mà mình mua được nhiều rồi đó, mình bắt đầu mình tìm hiểu về cách ráp thẻ đồ này nọ. Nói chung mình đều tự học hết. Đó, mình muốn nói với các bạn là vậy á. Không phải là các mình cũng chỉ là một người mà kiểu như là một cái phần nhỏ ở trên Steam thôi. Mình đôi lúc mình chưa có hiểu nhờ rõ bằng một số anh ở trên Steam, đã ở trên Steam lâu đâu. Nhưng mà kiểu như là mình học hỏi nè. Sau đó mình thấy các bạn cần cái gì. Ví dụ trên group, mấy cái group trên Facebook đó. Mình thì thường hay lượn ở trên game Steam bản quyền. Mình hay lượn ở trên đây rồi xong mình thấy có với lại cộng đồng game offline nữa. Mình cũng biết được những cái câu hỏi nào các bạn thường hỏi về Steam á.
Với lại mình thấy mỗi lần mà mấy bạn hỏi cái đó đó, mỗi người, những người mà cần giải thích về nó đó, người ta cũng không thể nào mà người ta, mặc dù người ta muốn giúp bạn lắm, rất muốn giúp bạn, nhưng mà người ta không thể nào, tại vì một phần người ta không có thời gian, mà người ta nhắn tin nhiều lúc một số người nhìn thấy tin nhắn đó trên điện thoại nó thực sự là người ta không có muốn, người ta muốn giúp lắm nhưng mà người ta giúp không được. Bởi thế mình mới học ra là mình nghĩ là mình nên làm những cái video nào đó, mình không edit cũng được, tại vì mình rất là ngu cái phần edit video. Cái video đầu tiên mà mình edit là mà đầu cái video duy nhất mình có thể edit được á, đó chính là một cái highlight nào đó mà BOBG. Đây là cái video đầu tiên mà chỉ là duy nhất mà mình có thể edit được. Hồi đó bắn rất là dở thấy không? Giờ nó thời đó chơi như thế này mới vui. Chơi mà mọi thứ người đều gà gà với nhau hết đó, nó mới vui chứ theo thời gian cái giờ nhiều rồ lắm. Mình thấy không? Bạn này bao gà luôn á. Các bạn thấy không? Hai thằng, thằng nào thằng nấy cũng di chuyển mà ngáo ngáo kiểu vậy á, chơi mới vui. Và kiểu BOBG đến cái đoạn cuối mà còn 10 thằng á, mà thằng nào cũng nằm nằm bò bò, lúc đó mới thấy được cái mới vui, chứ bây giờ nó khác rồi. Bởi thế sau mình trở lại luôn đó, thì sau này thì mình mới làm những cái video như thế. Mình mong mong là một phần là mình muốn cho cái channel của mình nó không có dead á. Kiểu sau này mình cứ nghĩ là nó hấp hối, nó sắp chết rồi á, thì có những cái clip Steam này á thì nó lại đưa cái channel mình nó trở lại, có người xem trở lại mình mừng lắm. Mình cũng tính làm mấy cái trải nghiệm game rồi, game cũ rồi đồ đó, nhưng mà thật sự nó không có khả quan gì lắm, có mười mấy hai mấy lượt xem mà một phần mình không biết edit nữa, nên mà video dài khó lắm, nên mình chắc là cũng nói nhiêu đây rồi đó. Thì mong các bạn hiểu về video của mình, thì mình cũng muốn chỉ muốn giúp các bạn một phần thôi, còn một phần nữa thì các bạn cũng sẽ phải tự tìm hiểu. Có một số cái phụ thì các bạn cũng phải tự tìm hiểu thôi, chứ đôi khi mình sẽ không biết hết đâu, vì mình tìm hiểu về Steam cũng như với bạn thôi, là mình cũng chỉ mới có 1 năm kinh nghiệm thôi à, chưa thể nào mình thế bằng đàn anh được nữa đâu. Đây lại là thế rồi đó. Chơi thì clip của mình cũng tới đây rồi đó, thì cảm ơn bạn đã xem video của mình nha. Nếu như các bạn thấy mà còn một câu những câu hỏi nào khác nữa đó, thì các bạn cứ comment ở phía dưới nè, mình sẽ trả lời khi có thể. Tại giờ gần đây mình cũng không rảnh lắm nữa, trường học của mình riết rồi, mình cũng phải đi học Anh Văn rồi đồ nữa, kín giờ lắm. Hàng tuần mình đi về nhà thì cũng rất ít thời gian để mình có thể làm lại những cái clip như các bạn coi, mặc dù mình thích. Ok, thì cảm ơn bạn đã xem nha, nhớ like cũng như subscribe nếu mà muốn ủng hộ mình nhé. Cảm ơn tất cả các bạn nhé. Bye bye.